10 loại trái cây giá chưa bằng một cốc trà sữa, chữa mất ngủ kinh niên, nửa đêm thức giấc thường xuyên, đặt lưng xuống là ngủ ngon, ngủ sâu tới sáng. Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, tại Việt Nam, 10 đến 20% số người tìm đến bác sĩ chuyên khoa thần kinh vì mất ngủ. Bệnh gặp nhiều ở nữ giới hơn nam giới, nhất là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh. Con số báo động nêu trên đã cảnh báo cho chúng ta về tình trạng mất ngủ đang xâm chiếm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sức khỏe con người. Tôi biết rằng có rất nhiều những vị khán thính giả đang xem chương trình thuộc con số 10 đến 20% và còn nhiều trường hợp khác nữa đang tự xoay sở mà chưa tìm đến bác sĩ. Và hẳn nhiên khi đó họ sẽ kê cho quý vị những loại thuốc ngủ có công dụng tức thời. Xong những gì trầm tích lại cơ thể từ những loại thuốc đó thì tôi e rằng quý vị và các bạn nên cân nhắc lại. Thay vào đó, tại sao quý vị không nghĩ đến những giải pháp tự nhiên, an toàn và lâu dài hơn nhỉ? Ở đây có ai thích ăn trái cây không ạ? Nếu có thì đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho quý vị bởi thiên nhiên đã ban tặng cho con người những loại trái cây không chỉ thơm ngon mà còn giúp thúc đẩy giấc ngủ, nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng và sắc đẹp một cách thần kỳ. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. 10 loại trái cây giá như chưa bằng một cốc trà sữa, chữa mất ngủ kinh niên, nửa đêm thức giấc, thường xuyên đặt lưng là ngủ ngon, ngủ sâu tới sáng. Đôi khi chúng ta không nghĩ rằng mình bị mất ngủ mà chỉ đơn giản là chưa đến lúc vì thường hay thức khuya làm việc hay học tập. Do đó, bạn cần quan sát xem có nằm trong những dấu hiệu sau đây về chứng mất ngủ không để kịp thời thay đổi sinh hoạt, ăn uống nhằm đảm bảo sức khỏe. Một số biểu hiện của chứng mất ngủ. Người bị mất ngủ thường sẽ rất khó đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và khoảng thời gian trên 30 phút mà vẫn chưa ngủ được hoặc sau đó mới có thể bắt đầu tiến vào trạng thái thoải mái, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong suốt quá trình ngủ luôn bị thức giấc giữa chừng, chập chờn, không yên giấc, khó để ngủ lại. Thậm chí, bạn chỉ khi mới chợp mắt được một tiếng thì lại tỉnh giấc và hoàn toàn thức trắng. Nếu không bị tỉnh dậy nửa đêm thì là thức dậy rất sớm, thường là trước 5 giờ sáng, không ngủ lại được nữa. Nghiêm trọng hơn chính là hầu như bạn không thể ngủ suốt đêm, mặc dù rất buồn ngủ nhưng không tài nào có thể chợp mắt được. Đây là triệu chứng mất ngủ nặng nhất trong các trường hợp. Ngoài ra, nếu như bạn ngủ dậy mà cảm thấy mệt mỏi, tinh thần uể oải, đau đầu thì chắc chắn một điều rằng đêm đó bạn đã bị mất ngủ rồi đấy. Chứng mất ngủ sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới sức khỏe nếu như không được điều trị kịp thời, cân bằng sinh hoạt, ngủ đúng giờ vì nó dễ khiến cho chúng ta gặp stress, căng thẳng, suy sụp tinh thần, sụt cân, mệt mỏi, không học tập và làm việc được. Những thần dược thực phẩm chữa mất ngủ luôn có sẵn xung quanh bạn sau đây sẽ mang đến hiệu quả không ngờ đấy. Và để chữa căn bệnh mất ngủ thì thiên nhiên đã ban tặng cho con người những loại trái cây không chỉ thơm ngon mà còn giúp thúc đẩy giấc ngủ, nuôi dưỡng lục phủ, ngũ tạng và sắc đẹp một cách thần kỳ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những loại trái cây giúp chúng ta ngủ ngon, ngủ sâu giấc sau đây. 1. Táo thường, thuốc ngủ của hương thơm. Người ta có câu mỗi ngày ăn một quả táo, bác sĩ tránh xa. Táo không chỉ là loại hoa quả tốt cho sức khỏe, mà mùi thơm của táo còn giúp an thần mạnh mẽ, dễ đi vào giấc ngủ. Ăn một quả táo trước khi đi ngủ hoặc đặt một quả táo trên cạnh giường đi ngủ để cho những người mất ngủ có thể ngửi thấy mùi hương thơm giúp làm dịu các dây thần kinh trong não, đi vào giấc ngủ dễ dàng. 2. Chuối, thuốc ngủ hạnh phúc. Chuối có tác dụng nhuận tràng, khơi thông đường ruột, cơ thể nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, mất ngủ cũng tự nhiên được cải thiện. Hơn nữa, chuối rất giàu vitamin B6, có thể khiến mọi người vượt qua được tâm trạng u uất và duy trì được tâm trạng vui khỏe khi ngủ. Trong chuối có chứa hơn 20% đường, vì vậy có thể cải thiện giấc ngủ một cách rõ rệt. Những người thường xuyên bị mất ngủ thì trộn chuối với sữa và uống cùng nhau trước khi đi ngủ sẽ giúp nhuận tràng,
cải thiện tình trạng mất ngủ. 3. Táo tàu, thuốc ngủ khỏe lá lách. Những bệnh nhân mất ngủ thường xuyên ăn táo tàu sẽ có tác dụng làm dịu và giúp ngủ ngon. Nhiều phương thuốc dân gian đã sử dụng loại nguyên liệu thô này. Táo tàu có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt đối với sức khỏe con người, đặc biệt là tốt cho lá lách, giúp bổ lá lách, ích khí, dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu. Ngoài ra, mọi người còn có thể ngâm táo tàu vào nước rồi uống sau bữa tối hoặc nấu cháo với hoa huệ nhé. 4. Kiwi, thuốc ngủ bổ canxi. Trong nhiều trường hợp, rối loạn giấc ngủ là do dây thần kinh của não quá hưng phấn, mà kiwi lại rất giàu canxi, magie và vitamin C, giúp ổn định chức năng của các dây thần kinh não bộ, cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ. Kiwi là một trong số hiếm những loại trái cây có chứa hàm lượng canxi gần như cao hơn tất cả các loại trái cây khác. Ăn nhiều cũng có thể đạt được hiệu quả của việc bổ sung canxi và có tác dụng ổn định về mặt cảm xúc. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn 2 quả kiwi mỗi ngày có thể cải thiện 40% chất lượng giấc ngủ. 5. Dâu tằm, thuốc ngủ bổ thận. Nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại đã phát hiện ra rằng dâu tằm có chứa một lượng lớn protein, axit amin và vitamin có thể nuôi dưỡng gan, cải thiện chức năng thận, làm giảm các triệu chứng suy nhược thần kinh và giúp giảm đáng kể chứng mất ngủ. Mọi người có thể lựa chọn dâu tằm chất lượng cao, làm sạch, đặt vào một cái lọ rồi thêm rượu vào khoảng 30 đến 50 độ. Tỷ lệ với rượu là 1, 2 và đậy kín bình, ngâm trong từ 2 đến 3 tuần là có thể sử dụng được. Cách sử dụng là uống nhỏ một cốc từ 30 đến 50ml mỗi tối trước khi đi ngủ. Không chỉ nuôi dưỡng gan, thận mà còn giúp an thần, giúp ngủ tốt. 6. Cam, thuốc ngủ bổ não. Cam là loại trái cây có thể làm giảm căng thẳng hiệu quả, điều hòa huyết áp và các hormone khác trở về mức bình thường. Thúc đẩy giấc ngủ có tác dụng nuôi dưỡng não. Ngoài ra, hương thơm của cam cũng có tác dụng giống như hương thơm của táo, giúp giữ bình tĩnh. Uống một ly nước cam mỗi ngày và đặt một quả cam đã bóc vỏ ở trên bàn trước khi đi ngủ có thể giúp cho bạn ngủ ngon. 7. Vải, thuốc ngủ chăm sóc da. Quả vải rất giàu glucose và vitamin, là loại trái cây an thần rất tốt cho những người thường hay suy nghĩ quá mức hay quên. Ăn vải tươi sẽ có hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Chúng ta có thể ăn một ít vải thiều vào mỗi buổi sáng và tối. Điều này có tác dụng tuyệt vời trong việc cải thiện tình trạng giấc ngủ và chứng hay quên do các vấn đề về giấc ngủ. Đồng thời, ăn nhiều vải thiều cũng giữ ẩm, cung cấp độ ẩm cho da và duy trì lưu thông nước trên da. 8. Dâu tây, thuốc ngủ dưỡng gan. Dâu tây rất giàu vitamin và canxi, có thể làm dịu thần kinh, giúp ngăn chặn tâm trạng hoảng loạn và đảm bảo giấc ngủ. Dâu tây không chỉ ngủ tốt mà còn là bậc thầy trong việc kiềm chế nóng giận, bổ gan. Uống nước ép dâu tây trước khi đi ngủ có tác dụng tuyệt vời trong việc an thần. 9. Nho, thuốc ngủ làm đẹp. Trước khi chìm vào giấc ngủ, có một chất được gọi là melatonin được tiết ra trong não người. Đêm là khoảng thời gian mà chất này được tiết ra nhiều nhất, điều này khiến cho chúng ta cảm thấy buồn ngủ. Các nghiên cứu đã xác nhận rằng nho có chứa một lượng lớn melatonin có thể đóng vai trò cải thiện chu kỳ giấc ngủ và hỗ trợ giấc ngủ. Các nghiên cứu khác chỉ ra rằng sau khi ủ thành rượu, hàm lượng melatonin của nho có thể cao hơn và có lợi cho giấc ngủ hơn. Do đó, chúng ta cũng có thể chọn nho có hạt nhỏ, độ chín cao, màu tối và không bị thối. Sau đó, lên men rượu tự chế với đường trắng và men. Thường xuyên uống để có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và có tác dụng chống lão hóa, giúp ích cho việc làm đẹp. 10. Long nhãn, thuốc ngủ bổ máu. Long nhãn hay còn được gọi là linh đan có tác dụng bổ não. Nghiên cứu liên quan cho thấy long nhãn có thể ngăn ngừa chứng mất ngủ, cận thị và cải thiện trí thông minh. Những người thường xuyên cảm thấy chóng mặt,
đầy hơi và đau đầu, có thể lựa chọn dùng long nhãn để hỗ trợ điều trị bệnh. Còn với những người bị rối loạn mất ngủ, có thể ăn long nhãn vào buổi sáng và buổi tối, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Buổi sáng, ăn 10 quả long nhãn, 2 quả trứng ốp la, thêm một lượng đường vừa phải, ăn khi đói bụng. Buổi tối, trước khi đi ngủ, ăn khoảng 10 quả long nhãn, giúp bồi bổ khí huyết, chăm sóc và làm đẹp da, điều trị tim đập nhanh và mất ngủ, đặc biệt tốt với phụ nữ. Ngoài việc ăn các loại trái cây để ngủ ngon, thì chúng ta cũng nên tránh xa một số thực phẩm gây mất ngủ như sau. 10 loại thực phẩm gây khó ngủ bạn không nên dùng nếu không muốn thức trắng cả đêm. 1. Bạc hà. Kẹo và kẹo cao su bạc hà có tác dụng kích thích thay vì thư giãn, cho nên đừng ăn các loại kẹo này gần giờ đi ngủ nhé. 2. Thức ăn cay nóng. Đồ ăn cay được rất nhiều người ưa thích, nhưng chúng không tốt cho giấc ngủ, đặc biệt là với những ai hay bị ợ nóng. Những loại thức ăn được chế biến với nhiều loại gia vị có vị cay như ớt, tiêu, mù tạt. Khi bạn dùng vào ban đêm trước khi đi ngủ sẽ khiến cho giấc ngủ của bạn bị rối loạn, gây mất ngủ nghiêm trọng. Còn khi bạn ăn cay quá nhiều thì còn dẫn tới tình trạng khó tiêu hóa và hoạt động vào buổi tối do độ cay của món ăn khiến cho dạ dày của bạn lên tiếng. Những người mắc bệnh trào ngược axit hay bị ợ nóng thì nên tránh dùng thực phẩm cay vào ban đêm nếu như muốn có một giấc ngủ ngon và tình trạng bệnh không bị nặng thêm nhé. 3. Nước tương, nước sốt được làm từ cà chua. Ăn spata với nước sốt cà chua trước khi đi ngủ vài giờ sẽ khiến cho bạn khó ngủ. Do trong các loại nước sốt làm từ cà chua có xu hướng gây ợ nóng và trào ngược axit. 4. Cà phê, trà đen, rượu, nước tăng lực. Caffeine không cung cấp năng lượng cho cơ thể, nó có tác dụng kích thích hệ thần kinh. Nhiều người uống cà phê để giữ đầu óc tỉnh táo vào ban đêm, nên nếu bạn muốn ngủ ngon thì đừng uống cà phê. Trà thảo mộc có tác dụng tích cực đối với giấc ngủ, nhưng hãy thận trọng với các loại trà đen vì trong chúng có chứa caffeine. Nhiều người cho rằng uống rượu sẽ giúp cho họ thư giãn đầu óc và dễ ngủ hơn. Nhưng thực ra khi uống rượu sẽ khó ngủ sâu. Bạn sẽ ngủ chập chờn cả đêm và cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhức đầu vào sáng ngày hôm sau. Nước tăng lực không chỉ có chứa caffeine làm cho bạn mất ngủ, mà hầu hết các loại nước này đều có chứa taurinin, amino acid khiến bạn thao thức, làm tăng nhịp tim và tăng huyết áp. 5. Thịt đã được chế biến sẵn. Một số loại thịt được chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt hộp, và những loại thịt này đều có chứa tyrosinin, chất làm tăng hoạt động của não bộ vào ban đêm. Do vậy mà bạn sẽ không thể nào điều chỉnh cơ thể tiến vào giấc ngủ được thoải mái và dễ dàng. Ngoài ra, thịt chế biến sẵn cũng không tốt cho dạ dày cũng như sức khỏe của bạn. Vì vậy, để đảm bảo giấc ngủ được ngon và cơ thể khỏe mạnh thì nên hạn chế dùng các loại thịt đã được chế biến sẵn nhé. 6. Thực phẩm lên men. Các loại thực phẩm như phô mát, sữa chua hay cháo, tương thì đều có chứa axit amin, tyramin có tác dụng kích thích não bộ, gây hưng phấn và khiến cho bạn thức giấc vào giữa đêm. Giấc ngủ không ổn định, chập chờn hoặc có khi là không ngủ được luôn đấy. Vậy nên, trước khi đi ngủ mà cảm thấy đói bụng thì đừng dùng những loại thực phẩm lên men này nếu không muốn bị trằn trọc, không ngủ được suốt đêm. Bạn có thể uống một ly sữa ấm để làm giảm cảm giác đói và dễ ngủ hơn. 7. Thực phẩm có đường. Bánh ngọt, sô-cô-la và các loại kẹo có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng lên đáng kể đấy. Và chính vì đường quá cao khiến cơ thể phải tích cực hoạt động để chuyển hóa chúng và não phải hoạt động liên tục. Khi đó, cơ thể của bạn sẽ không được nghỉ ngơi và bạn cũng không thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Nếu như có thèm ngọt thì cũng đừng nên ăn những loại thực phẩm có đường trước khi đi ngủ để tránh việc bạn mất ngủ hơn nữa đấy. 8. Thực phẩm có hàm lượng protein cao.
Những thực phẩm có protein cao như thịt sẽ khiến cho cơ thể mất nhiều thời gian để tiêu hóa. Nên khi bạn ăn nhiều thực phẩm giàu protein thì còn có thể làm phá vỡ giấc ngủ của bạn. Đồng thời, các loại thực phẩm này thường tạo ra nhiều axit amin. Khi một lượng axit amin tăng lên, chúng sẽ nhanh chóng sản xuất ra dopamine, chất dẫn truyền thần kinh. Và chất này làm cho não bộ phải hoạt động liên tục nên gây ra tình trạng mất ngủ. Do đó, bạn không nên ăn những loại thực phẩm này gần với thời gian đi ngủ. 9. Thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ. Cũng gần giống như những loại thực phẩm có nhiều protein, thì thực phẩm có chứa nhiều dầu mỡ nếu như bạn ăn vào gần giờ đi ngủ, đồng nghĩa với việc bạn bắt dạ dày phải hoạt động. Ngoài dạ dày thì còn có đường ruột, tuyến tụy và gan cũng phải hoạt động tích cực hơn để chuyển hóa lượng mỡ được đưa đi. Mà những cơ quan này cần phải nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động. Điều này cũng khiến cho thần kinh luôn ở trong trạng thái hoạt động không ngừng và dễ dẫn đến chứng mất ngủ. Tốt nhất là không nên ăn những thực phẩm nhiều dầu mỡ trước khi đi ngủ. 10. Nước lọc. Nước lọc là thần dược tự nhiên trong làm đẹp da, giữ sáng và là chất rất cần thiết, không thể thiếu được của cơ thể con người. Mỗi ngày uống nhiều nước lọc sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt diệu cho bạn. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ lại là một sai lầm đấy nhé. Khi nước đi vào cơ thể sẽ được thải ra ngoài sau một thời gian khá ngắn. Nếu việc uống nhiều nước trước khi đi ngủ, chắc chắn rằng bạn sẽ không có được một giấc ngủ yên ổn rồi. Vì nước chính là hung thủ khiến bạn thức giấc cả đêm để vào nhà vệ sinh đấy. Do đó, bạn nên uống nước trước khi đi ngủ 90 phút để đảm bảo có được một giấc ngủ ngon. Những lưu ý cần tránh để đảm bảo giấc ngủ được sâu. Không nên để đèn ngủ quá sáng, đặc biệt là đèn màu xanh vì chúng kích thích não bộ khiến bạn không tài nào ngủ được. Không nên sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop trước khi đi ngủ 1 giờ để mắt có thời gian nghỉ ngơi, định thần. Tránh tập thể dục thể thao trước khi đi ngủ vì vận động khiến thần kinh nghĩ rằng bạn vẫn còn đang hoạt động và không thể khiến bạn ngủ được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu như bạn hoặc gia đình đang có những người mất ngủ thường xuyên thì quý vị hãy bổ sung những loại trái cây này để giúp bạn có được những giấc ngủ ngon và ngủ sâu nhé. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin khép lại video tại đây. Kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, và đặc biệt là luôn có được những giấc ngủ ngon. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.